chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cho các bạn xem cái cách xóa mí để nó an toàn cho đôi mắt và không bị sẹo. Thì xóa mí như các bạn đã biết là xóa mí thì nó ra là một dạng một full, nó khác với một body, là các cái khối liên kết của một body bao giờ nó chặt chẽ hơn, và các cái mực xăm hình ấy, thì nó bao giờ nó cũng có chất dầu bên trong, chính vì thế là khó xóa hơn. Nhưng mà mực full như thế này thì sẽ rất là dễ xóa, thế nhưng mà nó, các bạn biết là một cái điểm yếu là nó rất gần mắt, thì làm thế nào để mà xóa để nó an toàn được, thì mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem là cách để mình xóa nó an toàn gần như là tuyệt đối. Thì ở bên mình đang có cái tấm phim đó là để che bảo vệ đôi mắt. Thì như các bạn đã biết rồi thì các công nghệ laser, thì tất cả các công nghệ laser thì nó đều là gây tổn thương. Đấy. Không có bất kỳ một công nghệ laser nào không gây tổn thương cả, nhưng có điều nó tổn thương ít hay nhiều mà thôi. Thế ví dụ ở đôi mắt ấy, thì nó có cái đồng tử màu đen, nó laser nó sẽ rất là bắt cái đồng tử màu đen, và nếu mà ví dụ như là trong người mà các bạn không bảo vệ đôi mắt một cách chặt chẽ thì các bạn rất là dễ bắn vào nhầm đồng tử, hoặc là những cái người mà tay nghề kém rất dễ run tay và bắn nhầm lung tung, không chính xác về laser. Vì thế cho nên là trong trường hợp mà các bạn không bắn chính xác laser và không bảo vệ đôi mắt cẩn thận thì nó sẽ là rất là nguy hiểm. Đấy, ngay bây giờ tôi cho các bạn xem là ở vị trí của bạn này. Như các bạn đã nhìn đây thì mực xăm full này nó bị loang này, mà lại còn có cả cái chất mực vàng vàng, đây người ta gọi là xăm đè chồng vớ vẩn màu da gì đấy. Mình hôm nay mình xóa tất luôn. Đấy, cả hai bên đều rất bị loang và trông cái mắt nó rất là dữ tợn, không có ra cái gì cả. Mình có cái tấm phim này thì các bạn có thể đặt mua tại các cái bên cung cấp laser ấy, thì các bạn có thể là mua được nó. Mình sẽ cài vào đây để đảm bảo cái đôi mắt đã. Giấy cho dù các bạn thì sau khi mà làm như này thì các bạn dù có bắn nhầm nữa thì cũng không sao cả. Và tay mình sẽ đặt vào cái vị trí của đây để giữ đôi mắt người ta không bị giật. Các bạn nhớ rằng khi mà mình đã làm ấy thì mình sẽ các cái laser này nó sẽ gây giật mình phải nhớ nhắc cách. Các bạn nhìn mình làm nhé. Ngay bây giờ em sẽ làm cho chị luôn nhé. Thì sẽ đếm ngược 3, 2, 1 vào đầu sẽ bắn. 3, 2, 1 vào đầu. Đấy, các bạn khi các bạn nhắc khách như vậy thì họ sẽ không còn giật mình nữa. Đấy, đấy các bạn bắn, mình nhìn đấy, mình bắn tia laser rất là chuẩn, và mình đặt vào tay vào cái vị trí mí mắt rồi cho nên là khách không thể mở được mắt. 3, 2, 1 bắt đầu này, 5 giây là xong thôi. Đấy, khi mà các bạn làm như này thì đấy, nó đã xong một bên mắt, nhìn thấy rất là an toàn, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Bây giờ tiếp tục mình sẽ làm bên này cho các bạn xem. Cái tấm phim thì các bạn, nó sẽ là cái tấm phim màu trắng chuyên dụng để cản laser. Vì các bạn biết rồi, laser nó sẽ không bắt màu trắng, chính vì thế cho nên rất an toàn tuyệt đối cho đôi mắt. Đôi mắt là cái rất là quý giá, chính vì các bạn khi mà làm thì có đảm bảo cái sự an toàn tuyệt đối cho đôi mắt của họ. Thả lỏng mắt ra. Sau khi mình đã cài vào rồi thì mình sẽ giữ cái tay này để khách không thể mở được mắt ra, đúng không ạ? Bắt đầu mình sẽ xử lý. Xóa xăm này thì có hai vấn đề quan trọng nhất, đó là công nghệ và tay nghề laser. Như các bạn biết thì mực full này nó là mực gốc than, chính vì thế mình phải xử lý bước sóng một cách nó chính xác, chứ nó tùy theo dòng máy các bạn nhé. Đấy, nhưng mà mình có thể nghe tiếng kêu và mình có thể biết được là bước sóng nó đã phù hợp hay chưa. Ngay bây giờ mình sẽ xử lý tiếp bên này cho bạn xem nhé. 3, 2, 1 bắt đầu. Đó, như thế 5 giây nữa là xong thôi. Đấy, các bạn nhớ đặt vào tay vào mí khách này thì họ sẽ không có thể mở ra được. 3, 2, 1 bắt đầu. Bắn thì các bạn bắn nó chuẩn xác, không được bắn lệch, bắn vào đúng cái vị trí mà có mực thôi. Bình tĩnh mở mắt ra. Xử lý rất nhanh và an toàn. Nhiều người mà xử lý laser này mà không biết cách xử lý an toàn, cũng có người mà làm ở những cái nơi mà nó không có chuyên môn khác thì nó sẽ gây ra một cái vấn đề là bắn vào đồng tử, gây mù lòa mắt. Thì như các bạn biết rồi đấy, ở rất nhiều các video, hàng nghìn video xóa xăm mình đã post lên thì nó có hai vấn đề về xóa xăm này. Thứ nhất là cái công nghệ xóa bên mình đang dùng công nghệ pico và công nghệ Spectra, đều là hai dòng công nghệ nhập Mỹ hoàn toàn 100%, cam kết là không xẹp. Cái thứ hai nữa là các bạn phải có cái tay nghề về laser và cách nhìn nhận chất mực. Cách nhìn nhận chất mực thì phần lớn là những thợ xăm như mình sẽ nhìn nhận tốt hơn. Thực ra là những cái vấn đề về mực này là một lúc than để xử lý theo một cách khác và một lúc rồi xử lý cách khác để tránh gây sẹo. Và xử lý cách như nào thì các bạn có thể inbox, có thể hỏi được, vì nó cũng sẽ nó là cái chuyên môn thì nó cũng cần phải thời gian nó hơi lâu, nhưng mà thời gian nó cũng cho phép nên mình chỉ nói qua như vậy cho các bạn biết. Thì trong hai vấn đề thì các bạn nó cũng đầy đủ thì các bạn xóa là cam kết là không sẹo, không có gì cả. Mình nghĩ là mình xử lý chưa có bất kỳ ai bị sẹo cả. Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại là 0966 941 999 và 0976 476 333 và 0966 461 999. Cơ sở 1 là số 4 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và cơ sở 2 là số 217 VTU, Hà Nội. Hiện tại bên Rio Tattoo bên mình đang hoạt động về xăm hình, full xăm thẩm mỹ, xóa xăm không sẹo và xăm che màu da và các dịch vụ về thẩm mỹ khác. Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại vừa rồi. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại.